Trước đấy thì có đau một hai lần trước nhưng mà nó chưa nghiêm trọng như thời gian gần đây á. Thì khi mà thấy không thể nào chịu được nữa rồi thì em quyết định là đi khám. Thực ra thì em thì thấy là nó cũng bình thường, nhưng mà vì ai cũng bảo là kinh khủng nên là cứ nghĩ là nó kinh khủng thôi, còn nỡ bình thường. Dạ không ạ, bởi vì là ai cũng biết đấy là cái điều phải làm rồi ạ. Vì không nhổ bây giờ sao cũng phải nhổ thôi. Em tên là Đặng Thu Huệ ạ. Em năm nay thì 23 tuổi, em sống ở phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Trước đây thì em có mọc cả hai bên luôn ạ, mỗi bên thì mọc hai cái. Nhưng mà cái bên này của em ấy thì dạo gần đây nó rất là đau, và trước đấy khoảng một tuần ấy thì nó bị co cứng hàm khiến em bị sưng lên một chút và không thể nào mà há mồm to được. Nên là sau đó thì em đã quyết định là đến nha khoa Thủy Anh để khám. Khi đó thì bác sĩ cho em chụp X-quang này, sau đó thì phân tích cho em là hai cái răng đấy của em là một cái trên thì bị cắn má, cái dưới thì bị lợi trùm, cho nên là cần phải nhổ. Bây giờ không phải nhổ, sau này cũng sẽ nhổ. Trước đó thì khi mà bị lợi trùm ấy thì em ăn thì hay bị cắn vào trong má ấy, nên là nó bị đau má, bị xước ở lợi. Và thứ hai đó là khi mà ăn ấy thì cái thức ăn nó sẽ bị dính vào cái lợi đấy, nó rất là khó để có thể lấy được ra ấy, và nó sẽ bị sưng, bị viêm. Trước đó, trước khi nhổ răng thì em bị sưng đau tầm 3 ngày. Khi đó thì vì là không chịu được đau nữa nên là em khám thì bác sĩ cho em thuốc giảm sưng, giảm viêm, thuốc kháng sinh cộng với thuốc giảm đau. Thì khi mà nó hết đau rồi, hết cơn đau rồi, há được mồm thì bắt đầu đi nhổ. Ăn nhai rất là khó khăn và em phải ăn cháo, không nhai được cơm. Giao tiếp thì hạn chế tại bởi vì là vì không há được mồm nên là nói không được to. Trước đấy thì nó chưa đau nhiều, chỉ đau tầm 1-2 ngày thôi. Thì có những lần mà em uống thuốc giảm đau ạ, uống thuốc sủi thì cũng hết, sau đấy nó không đau lại, một thời gian sau là mới đau. Thực ra thì em thì thấy là nó cũng bình thường, nhưng mà vì ai cũng bảo là kinh khủng nên là cứ nghĩ là nó kinh khủng thôi, còn nỡ bình thường. Ngày thứ hai thì cơn đau nó dịu bớt rồi. Ăn uống thì em ăn cháo 4 ngày ạ, sau đó thì em bắt đầu ăn cơm chan canh và ăn những đồ mềm như là đậu, rau. Được tầm đến ngày thứ tư trở đi thì ăn được rồi. Em cũng có tìm hiểu rất là nhiều trên mạng và thông qua bạn bè. Đa số là mọi người bảo là răng khôn là phải đi nhổ. Và thực sự em cảm thấy phải đi nhổ thật vì nó rất là đau. Có những người thì may mắn là răng khôn mọc thẳng ấy, thì họ không phải nhổ. Nhưng mà đa số là em thấy là răng khôn đều mọc lệch hết, nên là phải đi nhổ thôi, chứ không thì đau lắm. Em thấy là ai cũng đau. Có những người mà răng mọc thẳng ấy, thì họ vẫn đi nhổ, mà nhổ về thì họ không bị đau, chỉ bị đau ngày đầu tiên thôi, sau đó những ngày sau họ ăn cơm là bình thường. Còn những người mà răng mọc lệch như em ấy, thì sẽ bị đau tầm 3-4 ngày. Dạ không ạ, bởi vì là ai cũng biết đấy là cái điều phải làm rồi ạ. Vì không nhổ bây giờ sao cũng phải nhổ thôi.